Dạ, em chào mọi người. Đây là những cái bồn nhựa 1.000 lít. Bên em sắt xe để chở cho khách giao ở Dĩ An mọi người ạ. 1.000 nhựa đứng của Bình Minh mọi người ha. Đi theo hai cái bồn nhựa 1.000 lít này thì có một cái bồn inox của Nam Thành 1.000 lít ngang luôn mọi người ạ. Cũng đi tiện trên tuyến đường đó rồi giao luôn 1.000 lít inox ngang của Nam Thành. Bồn 1.000 lít inox ngang này chưa chảy lủng. Giá của nó bên em giao đến nơi là nó khoảng 2 triệu rưỡi mọi người ha. Bảo hành 10 năm. Còn bồn nhựa 1.000 lít đứng của Bình Minh thì ra đến nơi cho nhà mình là 1.700.000. Cái này thì được bảo hành 15 năm luôn đó mọi người. Ai mình cần sử dụng bồn nhựa 1.000 lít, bồn inox 1.000 lít thì mình vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại 0978 53 59 53. Số này có Zalo để mình coi lại hình ảnh những cái bồn mà mình muốn mua. Hoặc mình có thể theo dõi kênh mua bán bồn nước bên em. Những cái bồn nào mới về bên em sẽ đưa lên đây. Nếu phù hợp với nhu cầu của mình sử dụng thì mình đặt hàng, bên em sẽ giao hàng đến cho mọi người mình nha. Đây, cái nắp bồn nhựa của Bình Minh thì nó có chữ Bình Minh. Ở cái tai bồn thì cũng có chữ Bình Minh Sài Gòn. Nó có số in nổi 1.000 lít nữa mà nó quay ở bên trong rồi. Cho nên là đây, cái tem mác của Bình Minh. Đây, số 1.000 lít đây. Đó, 1.000 lít in nổi ha. Cho nên mình không sợ thiếu số lít hay là mình không sợ hàng không phải bồn Bình Minh ha. Đây là Bình Minh Sài Gòn. Nhựa bảo hành 15 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Mình xài, mình nhớ kê bồn, đặt bồn trên một mặt phẳng như nền bê tông này này thì cái bồn mình sẽ xài bền lắm. Mình không kê lên mấy cây đà, mấy cục gạch, cái bồn nó sẽ hư, bị chảy, bị lủng bồn ha. Rồi, em chào mọi người nha. Mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin hơn. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc. Sắp hết xuân rồi. Bên em không chúc xuân cho mọi người nữa. Chỉ mong rằng ngày nào mọi người mình cũng được mạnh khỏe, bình an. Mọi sự may mắn đều đến với mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt mọi người mình nha.